trong thế giới của những cuốn sách cũ. Xin chào các bạn, tôi là sách về cậu bé phù thủy Harry Potter. Sách mới được xuất bản mấy năm gần đây thôi. Ông chủ bán tôi cỡ một nửa giá bìa, cỡ vài chục ngàn. Ở thế giới này, sách càng cũ lại càng có giá trị đấy. Như tôi đây này, được xuất bản từ những năm 60 của thế kỷ trước. Giấy thì ố màu rồi, chứ bán vẫn được giá gấp đôi, gấp ba cậu đấy. Rõ ràng, sách tôi đây cũng được in từ trước năm 1975. Giờ mối mọt hỏng hết rồi, nên ông chủ bán giảm giá chỉ hơn 100 ngàn. Ông Hiệp, chủ cửa hàng, là người đời thứ ba theo nghiệp buôn bán sách của gia đình. Đây là những tờ công báo bằng tiếng Pháp, được xuất bản từ những năm 1920. 2 triệu, 3 triệu, một cuốn là, ví dụ là em coi 31 số, chạy ra lại tính bao nhiêu một số. Ví dụ 31 số là 100 ngàn một số, thì nhân lên. Dạ, đó, vậy nó sẽ là khoảng 3 triệu mốt hả? Ví dụ mà 24 số, em nhân lên. Dạ. Còn cái cuốn của viện hội chuyển đông mắt cổ thôi, ngày 5.910 đồng. Dạ. Nó khác hả? Giá nó sẽ mắc hơn hả? Nó cái giá cái cuốn này tầm chừng là 3 triệu. Cả ngàn cuốn được bày bán, nhưng chỉ là mấy quyển thông dụng thôi. Còn những quyển sách cũ siêu hiếm giá hàng chục triệu để sưu tầm thì ông chủ cất ở nhà. Ví dụ có giới sưu tập nào mua thì họ lấy ra cho người ta xem. Chiến tranh thì mình bán, có khi mình bán 5-7 ngàn, nhưng một cuốn Doraemon thì bán 8 ngàn một cuốn. Chuyện mà lẻ tập á, một bộ nó mấy chục tập, mình có thể mình cứ ký cho về tỉnh, người ta bán lại. Thì ký 20 ngàn, 10 ngàn, 15 ngàn một ký thì được 10 quyển rồi. Sách mới dù có tràn ngập các cửa hiệu, thì sách cũ vẫn còn là tri kỷ của không ít độc giả. Sách cũ người ta tìm đến không chỉ vì giá rẻ, bởi thực tế đã chứng minh có rất nhiều cuốn sách cũ mềm, nhưng giá thì vẫn cao chót vót.